Chào các bạn, và sau đây thì mình sẽ biểu diễn bằng các mục trợ thuật với lại những cái chìa khóa. Và mình sẽ giúp các bạn hiểu là tại sao những ảo thuật gia họ sẽ trốn thoát khỏi những cái ô khóa, những cái dây xích gì đó. Tại vì họ có một cái loại chìa khóa đặc biệt, mình sẽ cho bạn xem. Thì nó ở bên này. Rồi, thì ở đây mình sẽ có một cái chìa khóa đặc biệt. Đây là một cái chìa khóa bằng vàng. Và cái chìa khóa này á, nó có thể mô phỏng ra tất cả các loại mà ô khó mà đơn giản để giúp bạn có thể mở được cái chìa khóa. Mình thử bạn xem, khi mình ngồi mình chà cái này thì sẽ có một cái chìa khóa như vậy. Và nếu mà đôi khi mà cái chìa khóa hơi cao một tí thì mình sẽ cầm là mình kéo nó lên như vậy, nó sẽ lên trên một tí, kéo nó xuống như vậy, xuống dưới nè, không kéo lên trên như vậy qua đây, và đôi khi bạn cần là chuyển một cái thì nó sẽ qua bên đây như vậy và kéo nó xuống như vậy. Thì đó là cái lý do mà tại sao mà ảo thuật gia họ có thể trốn thoát được những cái ô khó. Nhưng mà cái vấn đề hay nhất của cái chìa khóa này đó là vấn đề là không phải ai cũng dùng được, tại vì cái chìa khóa này á là chỉ có thể dùng được khi mà nó được truyền từ người này sang người khác thôi, có nghĩa là truyền từ thầy sang trò. Cho nên là ví dụ bây giờ mình đưa cái chìa khóa này cho bạn này thì bạn thử có làm được không, có thể di chuyển được cái Dạ, đó không? nhận dạng. Ủa gì vậy? Không được đúng không? Ủa. Đó, đây nè, đó thì nó hoàn toàn là bị dính như thế này, tại vì cái chìa khóa này là chưa được truyền cho bạn này cho nên là nó không kéo được. Thì đó là cái trò thuật này, cảm ơn bạn đã xem.